Hãng tin Reuters dẫn thông báo của quyền thống đốc tỉnh Kursk, ông Alexei Smirnov, ngày 28 tháng 7 cho biết 3 bồn chứa nhiên liệu tại một kho dầu ở tỉnh này bốc cháy do bị Ukraine tấn công bằng máy bay không người lái. Theo Reuters, không có thương vong sau vụ tấn công kho dầu và đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng. 82 lính cứu hỏa và 32 phương tiện chữa cháy được huy động chữa cháy, ông Smirnov thông báo trên ứng dụng Telegram. Cũng trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã phá hủy 2 máy bay không người lái, drone, ở tỉnh Kursk. Reuters hiện chưa xác minh độc lập các thông tin liên quan và phía Ukraine chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Kiev luôn khẳng định các cuộc tấn công của nước này chỉ nhắm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng, quân sự và vận tải của Nga là nhằm đáp trả và ngăn các cuộc tấn công liên tục của Moscow vào lãnh thổ Ukraine.